Hole, hole, capasso amigo hôm nay lôi cưa xích ra vọc chơi ha Này ngoài trời thì cũng trời mù 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 chắc chuẩn bị vài tiếng nữa là có tuyết rồi thì lôi cây cưa vô trong cái vô trong phòng mình làm cái video chia sẻ với lại anh chị em chơi cho vui cái thứ nhất cái thứ hai là để trả lời hai cái câu hỏi của hai bạn đặt ở trong cái Uh, cái video mà mình đăng cách đây hai ba năm về trước đó về cái cách mà vũ uh, cưa xích đó thì uh, có hai bạn đặt uh, hai câu hỏi mình thấy cũng là khá thú vị cho nên là mình cũng uh, lấy hai cái chủ đề đó để mà mình uh, hai cái câu hỏi đó để mình làm cái chủ đề cho video này ha tức là cái câu hỏi thứ nhất của cái bạn thứ nhất hỏi là uh, khi nào thì mình uh, nên hạ cái hầu cái hầu cưa xuống ha uh, khi nào thì mình nên hạ cái hầu cưa xuống và cái câu hỏi thứ hai đó là Mua cái cưa mới về có nên hạ cái hầu cưa xuống không? À, hai câu hỏi rất là thú vị ha Rồi bữa nay mình à, làm cái video chia sẻ với lại anh chị em một chút kinh nghiệm ha Đó thì à, ở đây cưa ở Mỹ thì nó là muôn hình vạn trạng ha Th Đủ thứ loại hết à, Nó tùy thuộc vào cái uh, xích cưa hoặc là cái nhà sản xuất họ uh, Nhà sản xuất họ làm ra cái lưỡi cưa và nó tùy theo đời nữa ha đó, những cái hậu ngày xưa đó thì nó chỉ có cái đời trước đó thì họ chỉ làm chỉ có một cái một cái hậu cưa thôi tức là cái một cái mắt xích như vậy nè anh chị em để ý hai cái chấm chỗ này ha đó một mắt xích ở đây thì ở đây nó là lưỡi cưa và cái lưỡi để mà nó cắt gỗ đó ha cắt cây đó thì ở trước của nó nó có một cái cái miếng để nó chọn ha nó nâng lên nó chọn thì cái đó là cái cỡ ha đó nhưng mà sau rồi sau đó thì có những cái dòng lưỡi cưa khác đó thì người ta không có làm cái không có làm cái hậu luôn à, sao không đời thứ hai đó đời thứ hai thì người ta làm giống như cái này tức là nó vừa có cái hầu trước và có vừa cái hầu sau nó chọn ở giữa cái khoảng cái lưỡi này ha nó giống như cái cây cưa này và cái đời mới năm 2019 2020 là người ta không làm cái hậu luôn đó người ta làm cái lưỡi cắt này không thôi à, cách nhau khoảng chừng à, à, nửa cm ha cắt thẳng luôn nhưng mà cái đó thì kết quả của nó như thế nào thì từ từ nó chuyện sau ha đó thì ở đây nó có tùy theo cái vùng miền gọi anh chị em để ý là hai cái mắt xích nè ha ngay cái chỗ này nè cái này phần sau nó là cái lưỡi cắt đó để từ từ mình quay gần cho coi ha đó anh chị em thấy rõ không thường thì những cái mắt xích như gì nè ha thì ở đây nó là cái lưỡi ha cái lưỡi cắt nè thường thường mà hay cưa mà cắt ăn không có ngọt đồ này kia mình hay vũ nó vũ ngay chỗ này ha đó thì đây là cái lưỡi cắt và ở đây người ta gọi là cái hầu thì tùy theo vùng miền ha có người gọi là cái cái nú ha có gọi người gọi cái nú có người gọi là cái nhú tại vì nó nhú lên hay là nó nu lên hiện ta gọi là cái nu hoặc là cái nhú hoặc là cái nú đó có người gọi là cái tỳ ha có người gọi là cái tỳ có người gọi là cái hầu hầu tức là miệng đó hầu tiếng hán hán việt nó hầu tức là miệng ha anh chị em thường nghe người ta hay nói là thằng gia đình của cái thằng a b c d đó ngày xưa nó rất là nghèo ha nó rất là nghèo nghèo rất mồng tơi luôn nhưng mà nhờ một cái cái ông a ông b bà c gì đó ha giúp vốn mở hầu bao ha mở hầu bao giúp vốn cho nó cho nên ngày nay nó mới được làm giàu như vậy thì hầu bao có nghĩa là cái miệng bao mà đựng tiền đó ha À, nôm na mình hiểu nôm na nó là gì ha cái hầu tức là cái miệng mình mở cái miệng bao tiền ra để mình lấy mình giúp cho người ta đó gọi là cái hầu ha thì cái hầu ở trong cái cưa máy này cái hầu của nó nghĩa là cái miệng thì cái miệng này nếu mà mình mở nó rộng ra đó ha mở cho nó nó thấp xuống đó thì nó càng cắt à, ăn ngọt ha nó càng ăn ngọt đó nó càng ăn ngọt ăn cái cây ngọt tuy nhiên nó ăn ngọt thì nó cũng cái đó là cái lợi thôi còn những cái hại của nó là hại coi như là bức xích hoặc là kẹt xích hoặc là bể cốt máy hay là tắt máy hoặc là cưa không được luôn ha đó nó cũng nhiều cái lý do lắm cho nên là nó vừa có lợi vừa có hại ở trong đó thì có nhiều có người gọi là gối ha có người gọi là hầu nói chung là rất là nhiều danh từ Và tiếng anh cũng rất là nhiều danh từ gọi cái chỗ này là nó rất là nhiều cái danh từ gọi khác ha đó thì ở đây nó mình để mình tạm nói như gì cho dễ hiểu nè có người thì gọi là cái cỡ có người gọi là cái cái cỡ hoặc là cái cái khổ ha nói chung là cái cái kích thước của nó đó mình ví dụ ở ngay cái điểm này à, nếu mà hai cái răng này nếu mà một đường thẳng đi ở trên cái khúc gỗ ha một đường thẳng đi trên này thì ở đây là cái phần lưỡi nè ha đó phần lưỡi nó giống 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 như gì ha đó ví dụ gì đây ha đó thì cái này nếu mà một cái đường thẳng ngang qua gì ha thì ở đây cái gối ở đây người ta tính ở đây cái điểm ngay đây nè đó cái ngay cái điểm này và ngay cái điểm này nếu mà chúng ta để bằng nhau á ha nếu mà mình vụ cho nó bằng nhau có nghĩa là mình cưa mặc dù ở đây mình có mài cái lưỡi nó bén tới cỡ nào thì bén khi mình đặt xuống dưới lại cái khúc cây mình cưa đó thì nó không ăn ha nó không ăn có nghĩa là tại vì cái đầu ngay chỗ này nè cái gối ngay chỗ này nè nó bằng với lại cái đỉnh của cái lưỡi cắt đó ở ngay chỗ này ha đó cái đỉnh ngay đây đó, với lại cái mũi cái mũi cái lưỡi cắt nè nếu mà nó bằng nhau như một đường thẳng như gì đó đi ngang qua gì đó thì ở trên cái mặt gỗ nó sẽ không cắt được cái gì hết cho nên là người ta mới hạ ở cái đỉnh đầu này xuống ha cái đỉnh này nè đó, cái này là tượng trưng cho chỗ này ha cái này tượng trưng cho chỗ này đó thì khi mà mình hạ cái chỗ này thấp xuống đó thì nó cũng tùy theo cái nó là một cái cỡ mà cái cỡ hoặc là cái kích ha, hoặc là cái kích tức là kích thước đó cho nó ăn nhiều ăn ít đó, ha nói chung là vùng miền thì nó có rất là nhiều danh từ để mà gọi thì khi mà cái này á, mình hạ xuống thấp ngang đây ha đó, xuống thấp hết uh, 0,25 hoặc là 0,35 hoặc 0,55 mm ha đó thì nó sẽ thấp hơn ở cái đỉnh đầu này, thì nó càng thấp hơn thì nó cắt càng nhiều càng mau. Tuy nhiên nếu mà cái nội lực của cái uh, cái máy đó, uh, nó cũng có giới hạn của nó. Khi mà cái máy mà mình uh, ép nó quá, ví dụ bình thường thì nó hạ xuống ví dụ là uh, 0.025 ha, uh, 25 ly đó mili thì nó sẽ cắt được uh, ở một cái 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 uh, cái vụn mà cái gỗ nó ra đó ha đó thì nó mỏng cỡ đó thì nó ra thì nó nhẹ máy đúng không ạ nó nhẹ máy tuy nhiên người mình thì hay tham lam à, muốn cắt cho nó ăn cho nó ngọt cho nó mau nó lệ muốn hơn gì nữa nhưng mà nó không à, không thể làm như vậy được tại vì nếu mà mình hạ xuống càng thấp xuống dưới này đó thì nó cắt cái dâm nó càng dày vô ha đó nó cắt cái dâm nó càng dày càng dày thì nó là bị sốc cưa ha nó sốc cưa máy nó làm việc không nổi tại vì cái lực của nó chỉ có nhiêu đó thôi mà bây giờ mình muốn ép nó cắt một cái cây lớn hoặc là cái cây cứng, cây khô đó Cứng rồi này kia thì nó là một cái chuyện khác Cắt không được ha Bóc khói liên liền, liền. À, Bóc khói khi mà bóc khói lên đó thì à, Cái à, những cái thép ở trên cái lưỡi cưa này nó sẽ co giãn ha Rất là mau nó mềm ra là nó bứt dễ xích văng vô mặt mình luôn ha Lúc đó là nó cắt tùm lum Gặp cái gì nó cắt cái đó ha rồi Văng vô mặt mình thì mặt mình cũng nát tan luôn đó cho nên lý do vậy mà cái mọi thứ cái làm việc của nó đều có giới hạn hết nó cưa bao nhiêu mã lực bao nhiêu cc ha rồi cắt độ sâu độ à, nhà, cái lưỡi đó cái đường cắt đó, nó xuống sâu hay này kia thì nó tùy thuộc vào à, tùy theo cái loại gỗ à, anh chị em nào thường mà làm ở những cái khu vực mình cắt những cái cây mà nó mềm đó giống như keo tràm hay là bạch đàn đồ á hoặc là mấy cái cây gòn à, cây dừa cây à, cao rồi đó ha thì mấy cái đó thuộc loại uh, gỗ gỗ mềm đó, Gỗ mềm đó, thì mình hạ cái hầu này xuống uh, Hạ cái gối này nè ha, Cái hầu này nè đó, Hạ xuống thấp uh, Xuống thấp nhiều hơn lúc mức bình thường Thì nó cắt rất là ngọt ha Để vô một phát là bứt liền Nó ngọt Nó ăn rất là mau uh, Tuy nhiên đó, thì nó không có hại mấy uh, Nhưng mà nếu mà anh chị em mà hạ cái hầu này xuống đó, nó, nó nó quá thấp ha, Để mà cắt những cái cây khô Những cái cây mà uh, cẩm lai sang đá Hay là gỗ trắc Rồi này kia đâu Mấy cái cây còn đồ này kia mấy cái gỗ cứng á. Đó. đó là cắt không được ha. Đó. Cắt không được là nó nó giật lại mình ha, nó giật lại mình là bứt xích hoặc là bốc khói bốc đồ lên cháy là đó rất là nguy hiểm tại vì mình ép nó quá. Cho nên cái này nó cũng rất là quan trọng giống như mình nói một đường thẳng ở đây nè. Anh chị em nào thường mà làm về thợ mộc ở bên Việt Nam thì biết mấy cái bào ha. Đó, mình à, ví dụ cho dễ hiểu đây là một cái cây bào. Đó, bào này là bào ở Mỹ làm ha Mỹ làm là nó họ đúc bằng thép luôn Nguyên nguyên cái ấy là họ khối là họ đúc bằng thép luôn Chứ không phải là bào giống như bên Việt Nam mình làm Cái thân này là bằng gỗ ha Đó thì ở đây ví dụ như đây là một cái cây bào nè Thì anh chị em thấy đây là một cái đường thẳng đúng không Một cái đường thẳng một bề mặt phẳng để mà đặt lên Làm cái cỡ để nằm ở trên một cái miếng gỗ uh, Miếng ván gì đó để mình bào đúng không Tuy nhiên cái lưỡi này nó cũng hạ đúng cái mức của nó thôi Cái lưỡi này nè đó cái lưỡi bào này nè nó hạ đúng một cái mức của nó thôi từ 0,25 mm cho tới 0,35 hoặc là 0 0,45 0 0,55 đó là quá là giới hạn của nó rồi ha đó thì bây giờ mình ví dụ để cho dễ hiểu đó, dễ hiểu bây giờ mình tháo nó ra đó đây là cái miếng chêm của nó ha miếng chêm của nó mình ví dụ nha đó ví dụ mình đẩy cái lưỡi nó ra như gì ha đó, đẩy cái lưỡi nó ra nó dài như vậy thì nó khoảng chừng uh, gần nửa nửa cm. Đó, gần nửa cm. Thì anh chị em nghĩ thử coi mình để như vậy mình bào được không ạ? À? Đó, ví dụ để như vậy thì anh anh chị em anh chị em nghĩ thứ coi mình uh, mình bào xuống dưới gỗ nó đi không ạ? À? Thì khi mà mình bào xuống gỗ nó vẫn ăn đúng không? Nó vẫn ăn nhưng mà cái lực tay mình đẩy không được đúng không? Lực tay mình đẩy nó không đẩy không đi lý do là tại vì nó ăn quá nhiều nó ăn quá nhiều thì nó tạo lên một cái lực càng nhân lên ha càng lớn lên đó thì mình đẩy không được thì ví dụ một cái cái máy này là cái máy ví dụ là năm mã lực hay là 100 mã lực hay một nghìn mã lực đi thì nó ăn ngon lành đúng không tuy nhiên cái máy cái máy cưa này nè nó chỉ có hai mươi mấy ba mươi mấy cc à. Ha? làm sao nó đẩy nổi nó ăn nổi đó cho nên cái lưỡi của cái này nè ha cái này đó cái lưỡi nó ra như vậy nó ăn nhiều cũng giống như là mình hạ cái hầu của cái này xuống ha đó để khá như vậy ha cho anh chị em dễ hiểu nha ok đó cho nên là người ta phải chỉnh cho nó đủ vừa mức cái khả năng của nó vừa đủ ăn xuống và mình đẩy cái tay mình đi được nó đẩy nhẹ nhàng đi được ha đó. ok thì ở đây cái lưỡi này nó cũng y chang như như vậy thôi mình sẽ dán cái cái băng keo lại để cho anh chị em dễ nhìn ha đó những cái mắc cưa khác đó những cái mắc cưa khác thì nó chỉ có một cái cái này thôi ha và một đoạn sau nó bằng đây để mình lấy cái uh, cũng cái lưỡi này cũng cái size của nó nè ha đó, cho coi nè đó anh chị em sẽ thấy ha tức là mỗi uh, đây là cái uh, nhưng mà để ngược rồi. Đây. Đây, mỗi cái mắt của nó ha, mỗi cái mắt từ đây qua tới đây ha, tức là cái này là cái cái gối lên ha. Cái gối tức là cái kích cái cỡ ha, cái cỡ của nó đó để nó cho ăn nhiều hay là ăn ít đó. Cái lưỡi này nè, nó phải thấp hơn 0,0 chấm 25 hoặc là 0,0.35 hoặc là 0,0.45 hoặc là 0,0.55 là hết cỡ ha. Đó, là trong cái giới hạn của nó cho phép, đó, thì cái cái gối của này nó thấp ha, nó nó thấp vừa đủ với cái này. mình nhìn ở đây thì mình tưởng tượng nó giống như là nó bằng nhau chứ thật sự nó không bằng. nếu mà nó bằng nhau thì nó sẽ không ăn ha, mình cưa xuống cây nó không ăn giống như mình đã giải thích hồi nãy rồi đó. cho nên từ cái mắt này tới mắt này ha, đó, chị em sẽ thấy khi mà nó zoom đó, thì mình hạ nó xuống hạ xuống thấp một tí xíu siêu thôi ha, đủ thì uh... À, như cái bạn à, đặt cái câu hỏi à, đầu tiên đó tức là cái câu hỏi là khi nào thì mình nên hạ cái hầu này xuống ha khi nào thì mình nên hạ cái này xuống thì à, câu trả lời của mình đó thì khi mà anh chị em à, mua cái cưa về mình cắt ha mình cắt một thời gian mình cắt một thời gian cho tới khi mà mình dụ cái này mặc dù mình đưa cái tay vô mình cảm thấy cái đầu này lưỡi này nó rất là bén rồi ha đó nó bén mình đã dụ xong rồi tuy nhiên tại sao mình đưa ra mình cắt cái cây nó không ăn đó là lý do là anh chị em không có dụ thằng này xuống cho nên là hai thằng này nó gần như là bằng nhau à, cái điểm điểm cao của nó đó gần như là bằng nhau cho nên nó không ăn được cái gì hết ha thì lúc đó mình phải hạ thằng này xuống khi mà anh chị em biết cái cảm giác khi mà mình cầm cây cưa mình cắt đó mình đặt cái cây cưa mình ví dụ như nó đang cầm một tay đi ha mình đặt cái cưa, cưa lên trên khúc cây mình bóp ra ha bóp ra mà cây cưa đó nó tự nó chạy xuống ha, tự nó rút xuống luôn, nó rút xuống, đó nó rút xuống ăn rất là ngọt nó rút xuống, lệ nhanh vậy mà cái tay mình không có cảm giác uh, trì nặng ha, tức là mình cầm mình để gì thôi, đặt lên trên cái khúc gỗ thôi mà nó tự nó, nó khi mà nó mình bóp ra đó, Rồi nó ăn xuống ha, nó ăn xuống mà nó đi xuống luôn, nó rút xuống dưới luôn, thì đó là là mình Vũ. Uh, về cái, uh, uh, về cái vũ với lại cái ấy nè, cái lưỡi với lại cái, uh, cái gối đó ha, đó cái gối xích đó À, đúng ha nó ăn ngọt à, mình có nhiều người người ta tham lam hơn nữa ha tham lam hơn nữa người ta muốn còn ăn hơn như vậy nữa đó thì người ta sẽ hạ cái này thấp xuống tí xíu nữa ok tức là cho nó ăn nhiều tức là mình đặt cái lưỡi cưa lên cái cây là tự nó rút xuống một hơi luôn nó rút mạnh mà rút càng mạnh xuống có nghĩa là cái máy nó làm việc càng mệt hơn nữa ha đó máy nó làm việc càng mạnh càng mệt hơn nữa có nghĩa là tại vì nó ăn quá nhiều đó nó là như vậy ha còn khi mà mình cảm thấy mình vũ xong cái này bén rồi đó mình dụ cái lưỡi xong bén rồi mà mình cưa nó không ăn thậm chí là mình dí xuống luôn mình đè xuống cái lưỡi xuống dưới cái, cái cái khúc gỗ luôn nó cũng không thèm ăn luôn ha nó ăn ra vụn 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 nát nhuyễn vụn nát nhưng mà nó lại không có chạy nó không có ăn nó không có ngọt á đó. đó thì lý do là tại vì cái cái mắt này nó rất là cao nè nó bằng với lại cái này luôn cho nên nó không ăn được thì mình phải hạ này xuống ha đó là cái câu trả lời cái câu hỏi cho cái bạn đó là khi nào mình còn hạ cái này xuống ha rồi cái câu hỏi thứ hai đó là cái bạn nó hỏi là mình mua cái uh, cưa xích máy mới về đó mình có nên hạ xuống hay không đó theo như mình cũng giải thích luôn nếu mà anh chị em mà thuộc cái dân mà dân uh, professional tức là dân chuyên nghiệp để mà đi cắt cây hàng ngày đó để mà sống về cái nghề cắt cây đó thì mình trả lời là nên hạ ha đó nên hạ còn cái người đó cái đó là cái sự tham lam ha sự tham lam mà có tính toán có hiểu biết nên hạ tại vì tất cả những cái loại uh, cái uh, lưỡi xích đó, ha, cái dây xích này nè à, nhà sản xuất họ bán ra họ chỉ làm ở một cái mức trung bình nó là, gọi là standard á ha đó standard tức là nó là ở cái mức trung bình thôi cho tất cả mọi người không biết cũng xài được mà biết cũng xài được mà biết hơn cũng xài được đó nó có cái mức an toàn của nó là nhà sản xuất họ chỉ làm ra ở một cái giới trung bình thôi đó giới trung bình thôi còn mình là những cái người cắt chuyên nghiệp mình là dân pro mà ha dân professional mà dân chuyên nghiệp mà cho nên là mình phải về mình đổ nó hết theo cái ý của mình muốn đúng không à, nhiều khi anh chị em mua cái xe mới toanh luôn ha bmw hay là thậm chí cả lamborghini luôn đúng không à, cho nên nếu mà anh chị em nào chơi xe cũng đều biết cái đó mua cái xe mới về mình chơi chưa có đã mình phải đổ thêm đúng không ạ đó đổ thêm ha đó đổ thêm để chạy cho nó vừa cái ý mình thì cái cưa này nó cũng bị trang vậy thôi giống như mấy cái bạn mà chạy uh, mua xe gắn máy về xài đó ha gắn máy xài đó thì cũng uh, xoáy nòng đun gen rồi uh, đủ thứ hết ha đổ bê tông rồi lại rồi uh, bình xăng con ha rồi cái uh, cái cái, um, cái uh, nắp chụp gió rồi này kia ha đó chụp gió lọc gió rồi đó rồi móc bô móc đồ nói chung làm đủ thứ hết để cho nó nhanh hơn nó mạnh hơn cái đó là cái cái ngoài cái uh, tính toán của nhà sản xuất tại vì nhà sản xuất họ làm để cho những người ở xài ở mức trung bình thôi còn mình muốn hơn nữa muốn cho xe nó chạy nhanh hơn à, mạnh hơn bóc hơn thì đó là do mình độ thì cái cưa xích này nó cũng mỹ trang như vậy có nghĩa là khi mà mình mua cưa mới về mình là một cái dân chuyên nghiệp cắt á, à, cắt cây á, thì mình à, dĩ nhiên là mình phải hạ thằng này xuống rồi đúng không nó hạ xuống để cho nó ăn ngọt theo cái ý mình muốn à, mình hiểu được cái cưa đó nó ở cái bao nhiêu cc ha hoặc là bao nhiêu mã lực gì đó thì nó cắt xuống ở cái cây như thế nào thì mình cắt hàng ngày mình biết cho nên là mình độ xuống còn những cái người mà họ mua về họ xài với tính cách là xài ở nhà à, xài theo kiểu gia đình lâu 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 có cái cây gãy cái là có mấy cưa mình cắt liền mình không phải mướn người ta không phải trả tiền để mà thuê thọ, thợ thợ đồ tới cắt ha đó ví dụ như vậy đó thì họ cắt lâu lâu cắt vài nhánh hay là vài cái cây trong vườn thôi thì à, mình không có cần nghĩ tới vấn đề này ha đó, nhưng mà tuy nhiên nếu mà anh chị em nào đã có coi qua video này đó thì uh, muốn thử thì uh, cho biết uh, thì cũng nên làm ha đó hạ cái này xuống chút là tức là câu trả lời cho mình á là uh, cho các bạn đó là cái câu uh, câu hỏi là mua cái máy mới về có nên hạ xuống hay không đó thì đối với mình thì mình hạ nha đối với mình thì mình hạ nhưng mà đối với anh chị em xài mà không có chuyên nghiệp đó, lâu lâu cắt được vài nhánh vài gốc cây đó thì không nên hạ cứ để gì cắt cho qua một nước đó luôn ha tức là mình cắt cho tới khi mà lưỡi cưa nó mòn mình cảm thấy cắt nó không ăn không có ngọt như lúc trước nữa thì mình vũ mình vũ cái lưỡi nè ha Vũ cái lưỡi và đồng thời mình hạ cái này xuống luôn thì ví dụ ha mình nói đây cho cho dễ cho dễ hiểu ví dụ mình hạ thằng này cái vũ đó mình đẩy bốn lần ha đó mình đẩy mình đẩy tới gì bốn lần nè là đủ bén thì mình đẩy thằng này hai lần ha ở đẩy hai lần để cho nó hạ xuống uh, 0.025 mm ha, tức là nó tính theo cái cái độ của nó nó mỏng uh, rất là mỏng ha, như là cái lưỡi lam cái lưỡi lam gì đó để khá như vậy uh, nói gì cho dễ hiểu ha. Đó, uh, hạ xuống như vậy. Chứ còn không nên không nên là hạ nhiều ha, mình hạ nhiều thì giống như mình tham lam quá đó, để cho nó ăn nhiều mà ăn nhiều thì nó hại máy nó mệt đứt xích, cháy lưỡi cường ha, là nó rất là nguy hiểm. Nó sốc mình nó, nó sốc á lưỡi cưa mình đang cưa xuống gì nó có thể là nó giật cái cưa lại là đứt tay mình à, có trường hợp nhiều trường hợp là đã nhiều người đã bị như vậy rồi cho nên khi người ta không có hiểu thì người ta hạ cái thằng này xuống thấp quá cho nên giống như là cái lưỡi gì đó, nó chạy một phát ra là nó cắt hết đó, ví dụ bịt cái chỗ này lại nữa, ha Đó, hạ mà xuống cỡ này tức là cái lưỡi cưa nó không có cái cỡ nữa tức là bao nhiêu là nó cắt hết bấy nhiêu luôn ha nó ăn một phát là từ cái miếng nó cái miếng dâm nó ra nó dày từ trên này xuống gì nè đó, ví dụ như cái này nó là nửa cm đi thì cái dâm nó ra nửa cm thì anh chị em nghĩ là nó ăn tới cỡ nào ha Cưa nào mà chịu nổi đúng không ạ à? cho nên là không có tham lam cái đó ha hạ cái này xuống tí xíu thôi đó ở ngoài tiệm thì nó có bán cái cỡ hết cái cỡ của cái cưa đặt xuống như vậy nè đặt xuống gì là nó sẽ đo ở cái mép của cái đỉnh đỉnh của cái lưỡi cắt nè đó và cái mép của cái này nó đo xuống hết nó lò lên bao nhiêu thì mình À, dụ theo cỡ đó ha nó có mấy miếng đó tự nhiên mình thì uh, mấy cái đồ đó thì đối với mình thì giống như là con đít chơi mình không có cần mấy cái đó nó quăng cũng lâu rồi đó cho nên là mình dũ theo cái uh, tính toán của mình thôi đó mình muốn uh, cắt những cái loại gỗ gì hay là uh, như thế nào đó thì mình uh, tự mình dũ ở đây ha đó dù cái mép này nó cũng hơi xéo xéo ăn về phía bên này ha đó nó y như cái lưỡi của nó vậy đó mặc dù vũ cái này đó là ở trong cái đường này thì vũ tròn ha vũ tròn như chiếc đũa đó mình đẩy vô đẩy theo cũng theo cái hình dạng của nó và cái mặt này thì mình vũ bằng vũ dẹp vũ dẹp tức là vũ bằng xuống ha bằng xuống nhưng mà không phải là bằng tức là bằng cái 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 mặt này bằng thôi tuy nhiên nó hơi nghiêng về xuống chỉ xuống như gì ha đó nó hơi nghiêng xuống nó bằng nhưng mà bằng nghiêng xuống gì đó thì uh, nó ăn ngọt thôi chứ không có gì hết ha ăn ngọt mà ăn vừa đủ tức là khi mà anh chị em cưa cái cây á mình đặt cái lưỡi cưa trên mình đặt cái lưỡi lên cái cây á mà nó tự rút đi xuống luôn ha nó tự rút đi xuống mình chỉ có lên ga thôi đó rút đi xuống luôn thì cái đó là nó ăn ngọt ăn ngon ha còn mà mình đút xuống mà nó không ăn nó không rút xuống mà mình lấy tay mình gồng mình đè xuống càng đè xuống nữa đó đè xuống nó cũng không ăn luôn nó chỉ ra mấy cái uh, mấy cái cái cái, xác uh, sát cây ấy, mấy cái dâm cây ấy, đó nó ra nhuyễn mà nó không có uh, nó lâu nó ra ít ha Nó ra ít Cưa mình cứ thấy cưa hoài Mà nó không ăn xuống Đó có nghĩa là Nó là một á, là mòn ha Mòn cái lưỡi Đó mòn cái lưỡi Hai là cái gối này nó còn quá cao Đó Cho nên khi mình vũ bén cái này rồi Mà mình cắt nó vẫn không ăn Thì mình hạ thằng này xuống Chỉ có gì thôi ha Thằng này xuống tí xíu Ok Đó thì uh, Trở lại cái vấn đề ở đây á uh, Giống như mình nói nãy đó Thì uh, cái mắt xích á, thường thường á, thì uh, mình thấy nó chỉ có gối trước ha, đó nó có gối trước nè, cái mắt nó đi đôi với nhau nè, thì nó là cái gối trước ha, cái gối trước Đó, để nó chỉnh cái cỡ của nó để mà ăn nhiều hay là ăn ít á, đó, thì uh, tới cái lưỡi à, Tuy nhiên cái đời sau nữa giống như cái đời này á, thì nó làm thêm một cái mắt ở đây có cái gối sau ha, đó, cái gối sau, đó, nó cũng làm đây ha một cái mắt này gối sao bắt đầu trở tiếp lại là nó cũng giống như một cái mắt như vậy nữa đó nó cứ lặp đi lặp lại cho hết luôn ha một cái vòng dây xích dày như vậy luôn đó rồi sau này cái đời khoảng chừng 2019 2020 thì nó không làm cái gối nữa mà nó làm bằng luôn đó nó chơi như vậy mới ác ha chơi như vậy mát như đó, nó, nó như vậy là nó quá cỡ rồi nhưng mà mình mấy cái máy đó cũng mới mình cũng chưa có thử mua về xài nó như thế nào đó, mình cũng còn uh, mười mấy cây mình xài uh, bình thường ở nhà thôi cho nên mình cũng chưa có mua cây mới cho nên mình không biết là tại sao họ lại làm như vậy ha uh, nói chung là nhìn trên hình đồ này kia thôi nhìn trên hình đó thì uh, mấy cái mắt này nó đều như nhau hết chỉ có mắt này không không có cái gối này đó uh, tuy nhiên cũng có thể là cái có thể là cái mắt đó hai cái mắt nó giống như gì mà một cái là gối một cái là uh, mài bén ha để cho nó ăn cũng có thể là vậy hay sao đó thì nói chung mình nhìn ở trên cái những cái máy mà nó quảng cáo mới đó thì không có thấy cái mắt như vậy chỉ có thấy ở đây cũng cái lưỡi ở đây cũng cái lưỡi luôn đó nó giống nhau như vậy luôn ha đó thì đại khái là bữa nay mình trả lời cho cái hai cái bạn đó đặt à, hai cái câu hỏi cho cái chủ đề chính trong video này đó là khi nào thì mình nên hạ cái hầu hầu cưa xuống và một bạn đặt câu hỏi khác là là mua cưa máy mới về có nên hạ cái hầu này xuống hay không đó thì mình uh, video mình uh, chia sẻ với anh chị em ha đó nó một chút như vậy cho dễ hiểu ha còn anh chị em nào mà chưa hiểu nữa thì tiếp tục đặt câu hỏi nha